Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hải Ninh và hiện tại thì mình đang là giám đốc kinh doanh Zila Việt Nam chi nhánh tại Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì mình muốn làm một video ngắn này để chia sẻ cho đại lý của mình, đặc biệt là các bạn trong team bán hàng siêu tốc sẽ có được những điều kiện thuận lợi nhất để gia tăng việc hỗ trợ khách hàng bán hàng hiệu quả và thành công hơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng và tải một cái phần mềm để hỗ trợ cho khách hàng trong cái quá trình mà mình hướng dẫn chăm sóc cũng như là giúp đỡ khách hàng. Thế thì đối với việc có thể hỗ trợ được khách hàng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, không cần phải có mặt cùng tại thời điểm với khách hàng để hỗ trợ trực tiếp, mà chúng ta cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy màn hình của khách hàng đang sử dụng điện thoại để có thể hướng dẫn và giúp đỡ họ thao tác các cái thao tác để bảo mật Facebook, hay là các cái thao tác để hỗ trợ hướng dẫn sử dụng các cái phần mềm của Zila Việt Nam đạt được hiệu quả cao nhất. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một phần mềm, tên của nó là TeamView. Và các bạn hãy nhờ khách hàng, hãy yêu cầu khách hàng tải cái phần mềm này về. Và tên của nó là TeamView Quick Support. Tên đầy đủ của nó là TeamView Quick Support. Thì các bạn hãy nhớ là hãy tìm cái phần mềm có cái chữ QS ở phía góc bên trái phía trên này, và chúng ta tích vào đây, chúng ta bấm cài đặt. Và mục đích là chúng ta sẽ có thể đăng nhập vào được màn hình điện thoại của khách hàng và hướng dẫn hỗ trợ khách hàng đạt được cái kết quả tốt hơn nữa và nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian cho các bạn đại lý để giúp đỡ được khách hàng. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể biết cách hướng dẫn lại cho khách hàng làm theo đầy đủ đúng các bước. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm chữ mở này. Thì đến đây các bạn hãy lưu ý là đối với cái dòng thiết bị hiện tại mà mình đã test, thì đối với dòng Samsung là chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ điều khiển từ xa thiết bị này, từ máy tính bất kỳ đấy, hoặc là gì ạ, ngay cả từ thiết bị di động khác. Như vậy thì có nghĩa là đối với tất cả những dòng nào mà là Samsung thì mình hoàn toàn có thể điều khiển được tức là điều khiển được cái màn hình điện thoại của khách hàng khi họ đang sử dụng máy điện thoại của họ đó. Thế còn ngoài ra nếu mà khách hàng của mình mà đang sử dụng dòng iPhone hay là Oppo hay là các dòng khác thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của họ thôi mà không thể điều khiển được. Thì các bạn cũng sẽ cần phải phân biệt rõ. Và tiếp theo là truyền tập tin từ thiết bị này đến máy tính của bạn hoặc ngược lại, thì cái này chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều. Và chúng ta sẽ bấm chữ xong. Bấm chữ xong. Thế thì điều khiển từ xa thiết bị này, để có thể điều khiển thiết bị này từ xa với lòng kích hoạt Samsung Knox, thì chúng ta sẽ bấm kích hoạt. Nếu mà mọi người, khách hàng của mình họ cũng dùng Samsung thì mình cũng sẽ bảo khách hàng là bấm chữ kích hoạt. Thế còn đối với những dòng khác mà không có Samsung ấy, thì ví dụ như iPhone hay là ví dụ như là Oppo hay các dòng khác, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bảng thông báo này hiện ra. Đấy, thì chúng ta sẽ bảo khách hàng bấm chữ thiết lập. Đấy. Và chúng ta sẽ gạt cái nút này sang để cấp quyền. Ok. Như vậy là chúng ta xong. Và sau khi xong thì chúng ta sẽ quay trở lại màn hình. Và chúng ta sẽ tìm đến cái phần mềm đó. Đây, phần mềm đã được cài đây, có tên là Quick Support. Và chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, bấm vào đây. Khi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị ra ID. Hiển thị ra ID của cái điện thoại mà chúng ta đang sử dụng. Vậy thì các bạn sẽ yêu cầu khách hàng chụp lại màn hình hoặc là gõ lại cái dãy số này gửi vào để cho bạn có thể hỗ trợ được khách hàng. Đấy. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để vào để chúng ta có thể sử dụng. Ok, như vậy là đối với khách hàng
thì mình sẽ dừng lại ở đây. Và các bạn chỉ cần yêu cầu khách hàng là cài được phần mềm TeamViewer, Quick Support là xong. Còn lại đối với người hỗ trợ khách hàng là các đại lý, cụ thể là các bạn đại lý trong team bán hàng siêu tốc của Hải Ninh, thì sẽ có một video hướng dẫn cụ thể các bạn sẽ cần phải vào đâu để có thể sử dụng được máy tính hoặc có thể sử dụng được điện thoại để hỗ trợ được khách hàng một cách nhanh nhất. Và hãy đón xem video tiếp theo của Hải Ninh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc kinh doanh online. Và nhớ đăng ký kênh YouTube của Hải Ninh và bấm vào chuông thông báo để nhận được video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.